Ngoài việc là hai trong số những siêu sao sân cỏ trẻ tuổi hàng đầu hiện nay, Lamine Yamal và Kylian Mbappe còn là biểu tượng cho sự thành công và giàu có khi có một cuộc sống đẳng cấp đáng mơ ước. Vậy có bao giờ bạn tự hỏi, trong hai người, ai sẽ là người có cuộc sống xa hoa hơn hay không? Hãy cùng chúng tôi khám phá trận chiến sống chất giữa hai chàng trai này trong video ngày hôm nay. Và như thường lệ, trước khi tham gia cuộc so tài của hai ngôi sao bóng đá Lamine Yamal và Kylian Mbappe, các bạn đừng ngần ngại để lại một like, một subscribe để ủng hộ Văn Tùng Discovery nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cuộc chiến xe sang. Cuộc chiến nảy lửa giữa hai siêu sao bóng đá không chỉ diễn ra trên sân cỏ mà còn bùng nổ trong gara xe sang trọng của họ. Cả hai đều nổi tiếng với niềm đam mê bất tận dành cho những chiếc xế hộp đẳng cấp. Nhưng ai mới là người thực sự sở hữu bộ sưu tập khủng hơn, ngay cả khi chưa có bảng lái và phải đối mặt với những lời chỉ trích? Hãy cùng với Văn Tùng Discovery khám phá và tìm ra câu trả lời nhé. Dù chưa có bằng lái nhưng Yamal vẫn không thể cưỡng lại sức hút của những chiếc xe hơi. Anh chàng từng gây chú ý khi xuất hiện cùng Audi A3 bóng loáng, một mẫu xe sedan sang trọng có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong vòng 4,8 giây theo phiên bản mới nhất. Không có gì ngạc nhiên khi mẫu xe tinh tế này có giá trung bình lên đến 36.000 USD. Về khoản rèn luyện kỹ năng lái xe, Yamal thường xuyên được bắt gặp trên chiếc Cupra Formentor, một mẫu xe cỡ lớn được trang bị công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến với động cơ Light Hybrid sản sinh công suất lên đến 390 mã lực. Chiếc xe này có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 4,2 giây, mang đến trải nghiệm lái đầy phấn khích. Giá trung bình của mẫu xe này cũng không hề nhỏ, khoảng 59.000 USD. Có tin đồn cho rằng, bộ sưu tập xe của Yamal còn bao gồm chiếc xe Range Rover, một mẫu SUV hiện đại được nhiều ngôi sao ưa chuộng nhờ sự thoải mái tuyệt vời trong những hành trình dài. Để sở hữu một chiếc xe thuộc dòng này, bạn sẽ phải chi ra khoảng 80.000 USD. Tuy nhiên, chiếc xe đắt đỏ nhất được cho là Yamal từng cầm lái là chiếc McLaren Artura, một siêu xe thể thao hiệu suất cao. Cỗ máy này sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc với hệ thống Light Hybrid sản sinh hơn 600 mã lực cùng khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong khoảng 3 giây. Để bạn dễ dàng hình dung về mức giá trên trời của nó, một chiếc McLaren Artura hiện đại có thể có giá hơn 250.000 USD. Tuy nhiên, có vẻ như Yamal chỉ mượn siêu phẩm này để trải nghiệm cảm giác lái tuyệt đỉnh trong một thời gian ngắn mà thôi. Trong khi đó thì Kylian Mbappe lại lựa chọn phong cách khác biệt với chiếc Volkswagen Tiguan, một mẫu SUV có thiết kế hiện đại. Những phiên bản mới nhất và cao cấp nhất của dòng xe này có thể có giá lên đến 40.000 USD. Ngoài ra, người hâm mộ còn bắt gặp Mbappe bước ra từ chiếc Volkswagen Golf GTI, một mẫu xe nổi tiếng với động cơ mạnh mẽ, khả năng vận hành linh hoạt và không gian rộng rãi thoải mái cho 5 người. Với những ưu điểm vượt trội đó, không có gì ngạc nhiên khi những phiên bản gần đây của chiếc xe này cũng có giá lên đến 40.000 USD. Chưa dừng lại ở đó, Mbappe còn gây ấn tượng mạnh khi đăng tải hình ảnh chụp cùng với chiếc Volkswagen ID.4 Cross, một mẫu xe điện 100% với thiết kế hiện đại. Xe được trang bị pin cho phép di chuyển quãng đường gần 500 km. Mẫu xe này có giá lên đến 50.000 USD. Không chỉ vậy, Kylian Mbappe còn nhiều lần xuất hiện cùng với chiếc Volkswagen ID.5, một mẫu SUV điện với các tính năng hiện đại và mức giá 57.000 USD. Ngoài ra, anh còn được bắt gặp với chiếc Volkswagen ID.7, một mẫu sedan điện với phạm vi hoạt động ấn tượng lên tới 620 km cho mỗi lần sạc và giá bán hơn 60.000 USD. Gần đây nhất, anh còn chia sẻ bức ảnh bước ra từ một chiếc Audi được cho là mẫu A6 Avant, một chiếc xe ga sang trọng với giá lên đến 60.000 USD cho những phiên bản mới nhất. Tiếp tục nâng tầm đẳng cấp, Kylian Mbappe còn được bắt gặp trên một chiếc Mercedes được cho là mẫu GLE, một chiếc SUV hạng sang nổi tiếng với sự thoải mái và an toàn vượt trội. Để bạn có thể hình dung về mức độ chịu chi của anh chàng, thì những phiên bản mới của chiếc SUV này có thể có giá lên đến 80.000 USD. Chưa dừng lại ở đó, Mbappe còn sở hữu một chiếc Volkswagen Multivan, một lựa chọn hoàn hảo khi anh chàng muốn di chuyển cùng với nhiều người nhờ không gian rộng rãi và tiện nghi tối đa. Mức giá ước tính của chiếc xe này là khoảng 85.000 USD. Không chỉ vậy, Kylian Mbappe còn sở hữu một chiếc Cadillac Escalade khổng lồ, nổi tiếng với khả năng mang đến sự thoải mái và an toàn tuyệt đối cho mọi hành khách. Tùy thuộc vào từng phiên bản, mẫu xe này có thể có giá khoảng 90.000 USD, thậm chí còn đắt hơn thế, thể hiện đẳng cấp của chủ sở hữu. Đắt đỏ hơn nữa, Kylian Mbappe từng gây chú ý khi xuất hiện trên chiếc Volkswagen Touareg, một mẫu SUV khác của thương hiệu Đức với thiết kế mạnh mẽ và không gian rộng rãi hơn. Một chiếc xe như thế này, với phiên bản mới nhất, nó có thể lên tới hơn 110.000 USD. Một chiếc siêu xe khác mà cầu thủ người Pháp sở hữu là Mercedes-Benz V-Class,
một mẫu xe khổng lồ có khả năng mang đến không gian rộng rãi và sự tiện nghi tối đa cho tất cả hành khách với thiết kế ghế ngồi công thái học. Để tận hưởng chiếc xe đẳng cấp này, bạn có thể cần đầu tư lên tới 150.000 đô la Mỹ. Mặc dù Kylian Mbappe chưa có bảng lái để sử dụng một số loại xe, nhiều nguồn tin vẫn cho rằng anh đã sở hữu một chiếc Ferrari SS90 Chadet, một trong những chiếc xe nhanh nhất của Ferrari, được trang bị động cơ Super V8 mạnh mẽ. Chiếc xe này có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong vòng 2,5 giây và đạt tốc độ tối đa đáng kinh ngạc là 340 km/h. Với hiệu suất vượt trội như vậy, không có gì ngạc nhiên khi một chiếc Ferrari SF90 Trecce có giá hơn 600.000 đô la Mỹ. Với bộ sưu tập xe hơi đồ sộ và đắt đỏ hơn, Kylian Mbappe giành chiến thắng trong cuộc đua xe sang này. 2. Bất động sản. Khi nói đến bất động sản, cả hai cầu thủ đều không ngại chi mạnh tay để tận hưởng những bất động sản sang trọng. Yamal đã trải qua một phần tuổi thơ của mình tại một căn hộ khiêm tốn ở thành phố Mataró, Tây Ban Nha. Mặc dù không còn sống ở đó, nhưng anh vẫn luôn thể hiện tình cảm đặc biệt với nơi này bằng cách ăn mừng bàn thắng khi vẽ số 304, mã bưu chính của khu phố bằng ngón tay. Hành động này đã khiến anh nhận được sự yêu mến của cư dân khu phố Raponda, nơi cậu được sinh ra. Trong phần lớn sự nghiệp chuyên nghiệp của mình, Lamine Yamal sống tại học viện La Masia nổi tiếng, tọa lạc tại Ciutat Deportiva Joan Gamper, được khai trương vào năm 2011. Chỉ những vận động viên xuất sắc nhất mới có cơ hội được học tại cơ sở này, với diện tích lên đến 6.000 m² và được trang bị đầy đủ tiện nghi cho các ngôi sao, bao gồm phòng đọc sách, máy lạnh, khu vực ăn uống rộng rãi, nhiều phòng trò chơi, không gian sống ấm cúng và tất nhiên là phòng riêng của mỗi vận động viên, nơi có giường tủ, khu vực học tập và tầm nhìn tuyệt đẹp ra bên ngoài. Ngoài ra còn có không gian dành riêng cho các câu lạc bộ và những cầu thủ đã từng thi đấu ở đó. Bên ngoài, các sân tập độc quyền của Barcelona rất rộng lớn, tạo điều kiện lý tưởng cho việc rèn luyện và phát triển kỹ năng. Để bạn hình dung về mức độ đầu tư thì việc xây dựng La Masia được ước tính vào khoảng 85 triệu đô la Mỹ, trong khi toàn bộ khu phức hợp Ciutat Deportiva Joan Gamper có chi phí ấn tượng lên tới 70 triệu đô la Mỹ. Theo một số nguồn tin, Lamine Yamal vẫn sống phần lớn thời gian tại học viện, nhưng với mức lương hậu hĩnh từ hợp đồng mới, anh hoàn toàn có thể sở hữu căn nhà đầu tiên của riêng mình nếu chưa làm điều đó. Trong khi đó, một số nguồn tin cho rằng Mbappe từng sống trong một căn hộ sang trọng với tầm nhìn hướng ra tháp Eiffel nổi tiếng tại Paris, thủ đô của nước Pháp. Bất động sản này được cho là một căn hộ thông tầng thuộc một trong những tòa nhà tinh tế nhất của khu phố. Với vị trí ở trên tầng cao nhất, căn hộ này chắc chắn mang đến cho Mbappe một tầm nhìn ngoạn mục ra toàn cảnh của kinh đô ánh sáng. Dựa trên hồ sơ các căn hộ nằm trong cùng khu vực và giá thuê của các bất động sản lân cận, chúng ta có thể ước tính được số tiền mà tiền đạo này đã chi trả để sống tại đây là khoảng 40.000 đô la Mỹ mỗi tháng cho căn hộ sang trọng này. Tuy nhiên hiện nay có nhiều đồn đoán rằng anh đã mua một bất động sản khác tọa lạc tại khu phố siêu độc quyền Neuilly-sur-Seine, nơi được nhiều người nổi tiếng lựa chọn làm nơi sinh sống. Trên mạng xã hội thì Mbappe cũng đã chia sẻ một số hình ảnh về ngôi nhà mới của mình với người hâm mộ. Và theo những gì được Mbappe chia sẻ cho thấy, ngôi nhà mới của anh được trang trí theo phong cách sang trọng với tông màu trung tính và kem, kết hợp cùng với các chi tiết gỗ cổ điển, tạo cảm giác rất sang trọng. Thậm chí còn có tin đồn cho rằng trong khuôn viên còn có một hồ bơi để cầu thủ này thư giãn. Và theo các báo cáo truyền thông, Mbappe đã đầu tư gần 10 triệu đô la Mỹ để mua lại bất động sản này trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Real Madrid đang diễn ra. Một số nguồn tin cho rằng ngôi sao người Pháp đang tìm kiếm một biệt thự tại Tây Ban Nha ở các khu phố như là Rafinha hay là La Moraleja, nhưng hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức về nơi ở mới của anh. Với danh mục đầu tư bất động sản giá trị hơn, Kylian Mbappe tiếp tục là người chiến thắng ở vòng so tài này. 3. Thế giới đồ hiệu. Khi nói đến những món đồ xa xỉ thì không còn nghi ngờ gì nữa, cả hai ngôi sao bóng đá đều có khả năng tài chính để thỏa mãn mọi mong muốn của mình. Yamal luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu và không ngại chi tiền cho các phụ kiện thời trang đắt đỏ. Một trong những món đồ anh chàng đầu tư nhiều nhất là giày. Trong trận ra mắt Champions League, Yamal đã mang đôi Nike Vapor 15 Academy Mercurial Dream Speed có giá 86 đô la Mỹ. Không chỉ vậy thì ngôi sao trẻ này còn sở hữu một đôi Nike Mercurial Vapor 15 được tùy chỉnh riêng, dựa trên mẫu giày có giá khoảng 196 đô la Mỹ. Là một fan hâm mộ của Lionel Messi, Yamal cũng đã nối gót thần tượng thời thơ ấu của mình khi ký hợp đồng lớn với Adidas. Từ giờ anh sẽ mang giày Adidas X Crazy Fast Messi để tỏa sáng trong các trận đấu, trở thành vận động viên duy nhất ngoài Messi được mang mẫu giày độc quyền này trên sân cỏ. Không có gì ngạc nhiên khi đôi giày này có giá trị lên tới 260 đô la Mỹ. Trong các buổi tập luyện, Yamal thường được nhìn thấy mang một biến thể khác của dòng X-Crazy Fast màu trắng, cũng có giá ước tính 260 đô la Mỹ. Tuy nhiên thì những món đồ xa xỉ của Yamal không chỉ dừng lại ở giày đá bóng.
Anh chàng còn sở hữu nhiều trang phục đắt đỏ khác như chiếc áo jazz màu trắng của Gallery Department trị giá 253 USD, outfit áo khoác nylon với logo Studio Nicholson cùng tai nghe có giá là 430 USD và một bộ áo phông cùng giày thể thao từ Balmain với tổng trị giá hơn 1.490 USD. Ngôi sao người Tây Ban Nha cũng không tiếc tiền đầu tư vào những chiếc đồng hồ sang trọng. Một trong số đó là chiếc Kernelsi Isis của Kernelsi, một phụ kiện thanh lịch phù hợp để đeo trong mọi dịp. Đó là chiếc đồng hồ được chế tác từ thép không gỉ và dát kim cương, giúp nó không chỉ bền bỉ mà còn có khả năng chống nước và va đập tốt. Và để sở hữu một chiếc đồng hồ như vậy, bạn sẽ phải bỏ ra hơn 660 USD. Mbappé cũng không hề kém cạnh trong việc chi tiêu cho những món đồ xa xỉ để xuất hiện cho công chúng chỉn chu và sang trọng hơn. Được biết, Paris Saint-Germain, đội bóng mà anh đã từng tham gia thi đấu, đã đồng ý chi trả cho một đội ngũ nhân viên bao gồm tài xế riêng, vệ sĩ và trợ lý cá nhân, luôn sẵn sàng phục vụ anh. Sự nuông chiều này tiêu tốn gần 35.000 USD mỗi tháng. Và khi nói đến khoản ăn mặc, Mbappé cũng không tiếc tiền đầu tư cho những món đồ đắt giá. Anh chàng đã được nhìn thấy đeo nhiều mẫu đồng hồ sang trọng như là Hublot Big Bang, FIFA World Cup Qatar trị giá 6.000 USD, một chiếc Rolex Ask Master có giá 13.500 USD, Hublot Big Bang Steel Diamonds với giá 15.600 USD, Hublot Big Bang màu hồng Millennial với giá là 20.900 USD, Hublot Big Bang Unico Titanium Ceramic với giá là 21.700 USD, Hublot Big Bang Sang Blue Titanium màu trắng với giá là 22.000 USD, một chiếc Hublot Big Bang Sang Blue 2 với giá 24.000 USD, Hublot Spritz ở Big Bang với giá là 26.000 USD, Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chronograph với giá 40.000 USD, Hublot Spritz ở Big Bang King Gold 18K với giá 43.000 USD, Hublot Big Bang Integrated King Gold với giá 47.000 USD, Audemars Piguet Royal Oak Blue Grandeur Tapestry với giá 65.000 USD, Hublot Big Bang Unico Sapphire với giá 69.000 USD, Hublot Big Bang Unico Titanium Rainbow với giá 69.500 USD, Hublot Big Bang Unico Red Sapphire với giá 88.000 USD và thậm chí là một chiếc đồng hồ Hublot Rainbow với mức giá khó tin là 94.000 USD. Với bộ sưu tập đồng hồ xa xỉ và đội ngũ nhân viên riêng, Mbappé đã chứng minh mình là một tay chơi khét tiếng, không để kém Yaman và tiếp tục giành chiến thắng trong vòng này. Phương tiện di chuyển sang trọng. Cả hai cầu thủ đều yêu thích sự sang trọng và thoải mái tối đa khi di chuyển. Nhưng không biết ai mới là người sở hữu phương tiện di chuyển đẳng cấp nhất đây. Khi ký hợp đồng với Paris Saint-Germain, Mbappé đã yêu cầu một chiếc máy bay riêng để sử dụng bất cứ khi nào anh ấy muốn. Mặc dù yêu cầu này bị từ chối nhưng điều đó không ngăn cản anh chàng tự mình thuê những chiếc máy bay siêu hiện đại. Một trong số đó là chiếc Bombardier Challenger 350, một trong những máy bay phản lực doanh nghiệp phổ biến nhất trên thế giới. Nội thất của máy bay được thiết kế sang trọng và thoải mái, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của ngôi sao người Pháp. Để tận hưởng tất cả những tiện nghi xa xỉ này, bạn có thể phải chi trả khoảng 7.000 USD chỉ cho một giờ bay. Mbappé cũng rất thích tận hưởng những kỳ nghỉ trên biển và đã nhiều lần đăng những bức ảnh chụp trên những chiếc du thuyền sang trọng. Một trong số đó là chiếc Prestige 680, du thuyền hiện đại dài 21m với tốc độ hành trình 25 hải lý một giờ. Không gian bên trong của du thuyền tràn ngập ánh sáng tự nhiên, tạo nên cảm giác thoáng đãng và dễ chịu trong mọi căn phòng. Du thuyền này có khu vực sinh hoạt rộng rãi, nhà bếp mở, 4 cabin, có thể chứa tới 8 người và nhiều tiện nghi khác để mang tới trải nghiệm tuyệt vời cho hành khách. Để thuê một chiếc du thuyền Prestige 680, bạn sẽ phải chi một khoản tiền không nhỏ, khoảng 6.500 USD cho một ngày hoặc 37.900 USD cho một tuần. Về phần mình, Yaman cũng thường di chuyển bằng những chiếc máy bay sang trọng cùng đồng đội tại Barcelona. Anh từng được bắt gặp xuống từ chiếc Airbus A330 của hãng hàng không Air Europa. Đây là một mẫu máy bay lớn 2 động cơ được thiết kế cho các chuyến bay đường dài. Với chiều dài 58m, chiếc máy bay này có thể chở 400 hành khách trong cấu hình ban đầu. Nhưng phiên bản mà các cầu thủ sử dụng có lẽ đã được điều chỉnh để mang lại sự thoải mái tối đa cho từng người. Và để thuê một chiếc máy bay như thế này, bạn cần phải trả rất nhiều tiền. Và theo một số nguồn tin, giá thuê một chiếc Airbus A330 không hề nhỏ, có thể lên tới hơn 30.000 USD cho mỗi giờ bay. Giống như Mbappé thì Yaman cũng thích tận hưởng những kỳ nghỉ trên biển và đã được nhìn thấy những chiếc du thuyền sang trọng. Tuy nhiên, vì cả hai cầu thủ đều không sở hữu những phương tiện di chuyển này, chúng ta sẽ coi vòng đấu này là hòa cho cả hai. Tổng giá trị tài sản. Mọi người đều biết rằng hai ngôi sao bóng đá này đang chiếm được rất nhiều tiền từ sự nghiệp của mình. Giống như hầu hết các cầu thủ bóng đá, Yaman cũng đã nỗ lực không ngừng để tăng thu nhập. Số tiền mà anh nhận được từ khi chơi cho đội trẻ Barcelona không được công khai. Nhưng với tài năng vượt trội và là một trong những cầu thủ trẻ triển vọng nhất trong những năm gần đây,
có lẽ anh đã nhận được một mức lương đáng kể và hiện tại Yamal cũng đã gia hạn hợp đồng với Barcelona đến năm 2026. Thời trang web Capology, hợp đồng mới của Yamal với Barcelona mang lại cho anh mức lương hơn 34.000 đô la Mỹ mỗi tháng. Con số này chưa bao gồm tiền thưởng và nếu tính thêm cả tiền thưởng sau mỗi trận đấu thì sẽ giúp thu nhập của anh tăng lên đáng kể. Có vẻ như mức tăng lương khổng lồ này là hoàn toàn xứng đáng so với tài năng và tiềm năng của Yamal. Thu nhập của Yamal chắc chắn sẽ còn tăng lên trong tương lai bởi vì anh mới đón sinh nhật 17 tuổi và đã thể hiện tiềm năng vượt trội. Để bạn có thể hình dung về giá trị của chàng trai này, hợp đồng hiện tại của anh với Barcelona đã bao gồm điều khoản giải phóng hợp đồng kỷ lục lên đến 1 tỷ đô la Mỹ. Theo dữ liệu từ CIES Football Observatory, Yamal hiện là cầu thủ trẻ giá trị nhất thế giới với giá trị thị trường ước tính khoảng 145 triệu đô la Mỹ. Và không chỉ vậy, nhờ màn trình diễn xuất sắc tại Euro 2024, ngôi sao trẻ này đang nhanh chóng trở thành một cái tên nổi tiếng trong làng thể thao. Tận dụng một nền tảng mạng xã hội thì Yamal đã có khoảng 20 triệu người theo dõi. Anh tận dụng danh tiếng của mình để ký kết hợp đồng hợp tác với các thương hiệu lớn như là Adidas, một hợp đồng dài hạn có thể mang lại cho anh khoản thu nhập khổng lồ. Với tuổi đời còn rất trẻ và tiềm năng phát triển không ngừng, Yamal chắc chắn sẽ tiếp tục kiếm được nhiều tiền hơn nữa trong tương lai. Lamine Yamal hiện vừa bước sang tuổi 17 và chỉ mới bắt đầu bước vào sự nghiệp chuyên nghiệp của mình. Mặc dù chưa rõ ràng chính xác khối tài sản của anh trị giá bao nhiêu, nhưng mà chắc chắn là anh đã có vài triệu đô la trong tài khoản. Còn về phần mình, Mbappe không hề kém cạnh. Ngay khi 17 tuổi, cầu thủ người Pháp thi đấu cho Monaco và ước tính anh đã có mức lương khoảng 1,1 triệu đô la Mỹ một năm. Mặc dù đây là một con số đáng mơ ước đối với một cầu thủ trẻ, nhưng nó vẫn còn rất nhỏ so với số tiền anh ấy nhận được sau khi chuyển đến Paris Saint-Germain. Mức lương của Mbappe đã tăng lên gấp nhiều lần kể từ đó, đưa anh vào danh sách của những cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới. Theo một số nguồn tin, vào năm 2022, Mbappe đã nhận được mức lương cộng với tiền thưởng hiệu suất lên đến gần 28 triệu đô la Mỹ cho mỗi mùa giải. Sau đó anh đã ký hợp đồng gia hạn với Paris Saint-Germain, nâng mức lương lên 53 triệu đô la Mỹ của một năm trước thuế. Mặc dù con số này rất ấn tượng nhưng có điều kiện cho thấy Mbappe sẽ không phải ở lại Paris Saint-Germain lâu dài. Anh sẵn sàng giảm bớt thu nhập mỗi mùa giải để có cơ hội thi đấu cho các câu lạc bộ lớn khác. Mới đây, Mbappe chính thức ra mắt câu lạc bộ Real Madrid với chiếc áo số 9 cùng bản hợp đồng 5 năm, nơi anh sẽ nhận được mức lương từ khoảng 16 triệu đô la Mỹ mỗi mùa giải. Con số này tuy thấp hơn so với mức lương tại PSG nhưng có thể tăng lên đáng kể nhờ khoản tiền thưởng. Đặc biệt, Mbappe được cho là sẽ nhận hơn 160 triệu đô la Mỹ tiền bản quyền hình ảnh, được thanh toán hàng năm. Điều này có nghĩa là thu nhập hàng năm của anh có thể lên đến hơn 53 triệu đô la Mỹ. Không chỉ vậy, thu nhập của Mbappe được dự đoán sẽ còn tăng mạnh trong tương lai. Các chuyên gia bóng đá đánh giá anh là cầu thủ có giá trị nhất thế giới với giá trị ước tính khoảng 170 triệu đô la Mỹ. Không chỉ có thu nhập khủng nhờ tài năng đá bóng, Mbappe còn có rất nhiều nguồn thu khác, được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của thế hệ mới. Mbappe đã trở thành một ngôi sao nổi tiếng toàn cầu trên khắp các phương tiện truyền thông, trên mạng xã hội. Anh là một trong những cầu thủ bóng đá được theo dõi nhiều nhất trên thế giới. Chỉ tính riêng trên Facebook, anh đã có hơn 17 triệu người theo dõi. Tuy nhiên, trên Instagram, Mbappe mới thực sự nổi bật với hơn 120 triệu người theo dõi hàng ngày. Con số khổng lồ này đã đưa anh trở thành người nổi tiếng nhất ở Pháp, vượt qua cả những huyền thoại bóng đá khác của đất nước như là Karim Benzema, Anthony Griezmann, Paul Pogba và Zidane. Tất nhiên là với danh tiếng của mình thì Mbappe có thể kiếm được rất nhiều tiền thông qua việc liên kết và quảng bá cho nhiều công ty khác nhau. Trong số các thương hiệu mà tiền đạo này đã từng hợp tác có Oakley, Christian Dior, PlayStation, Hugo Boss và nhiều hãng khác. Đặc biệt với vai trò đại sứ thương hiệu cho nhãn hàng đồng hồ xa xỉ Thụy Sĩ Hublot. Ước tính Mbappe kiếm được khoảng 1,5 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Hợp đồng tài trợ của anh với Nike, một công ty sản phẩm thể thao hàng đầu, được cho là trị giá khoảng 5 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Ước tính tổng cộng các hợp đồng tài trợ của Mbappe mang lại cho anh khoảng 15 đến 20 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Một con số đáng kinh ngạc đối với một cầu thủ trẻ. Ngoài số tiền kiếm được từ các hợp đồng quảng cáo, Mbappe còn có những nguồn thu nhập khác. Anh đã xuất bản truyện tranh cho trẻ em có tên là G-App Mbappe Client và thành lập Zebra Valley, công ty sản xuất nội dung thể thao của riêng mình, có quan hệ đối tác với NBA. Và mặc dù không ai biết chính xác là khối tài sản của Mbappe là bao nhiêu, một số nguồn tin ước tính rằng anh đã tích lũy được giá trị tài sản ròng khoảng 180 triệu đô la Mỹ. Với việc kiếm được nhiều tiền hơn, Mbappe chắc chắn sở hữu khối tài sản lớn hơn, mang về cho mình thêm một điểm trong trận so tài này. Và như vậy là trong cuộc chiến sống chất này, chúng ta có thể thấy là Kylian Mbappe giành được 5 điểm, trong khi Yamal chỉ có 1 điểm. Có thể thấy Mbappe là người chiến thắng áp đảo trong cuộc đối đầu nảy lửa này.
Tuy nhiên thì với những tiêu chí mà chúng tôi đã đưa ra thì mọi sự so sánh nó chỉ ở mức tương đối. Còn nếu bạn có những lý lẽ khác để bảo vệ một trong hai nhân vật này, hãy bình luận ngay xuống phía dưới clip để cùng trao đổi nhé. Và trên đây là những thông tin thú vị xoay quanh việc ai giàu hơn giữa hai cầu thủ trẻ là Yemen và Mbappe mà Văn Tùng Discovery tổng hợp từ nhiều nguồn. Trước khi rời đi cũng đừng quên các bạn để lại một like, một subscribe, bật chuông thông báo Văn Tùng Discovery để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.